Sau khi mình ra ngoài vườn của ông bạn, mình bào hết mấy trái ổi rồi mình trưng một dĩa lên cho các anh em nhậu chơi nè. Ở dưới quê đang nhậu nè. Đó, ở đây mùa xuân năm 2021, xuân Tân Sửu các bạn. Bây giờ giới thiệu sơ sơ rồi đó. Thằng ốm bên trái đó là thằng bạn mình đó, bạn Cốt đó, bạn Thành đó. Đất vườn ở đây nó rộng bao la luôn các bạn. Trái cây đồ miệt mài luôn đó. Đó, giơ tay đó là cháu nó. Còn đây, đây là một anh chàng đẹp trai đó, là bạn Cốt của mình luôn đó bạn. Đó, thì này học từ phổ thông tới giờ đúng không ạ? Mà bây giờ là mình không kêu bằng thằng nữa các bạn, dùng thầy rồi. Đó. Còn đây là một bạn của người bạn của mình ở đây là đang hát đó các bạn. Còn bên đây là mình ha. Đó các bạn thấy gương mặt đẹp trai, mặt bánh bao á. Các bạn là mình đó, ha. Bánh bao nha các bạn ha, bánh bao chiều á. Mặt tròn tròn đó. Rồi ở dưới quê sơ giới thiệu sơ qua các bạn thấy nè. Ở dưới quê mình nó nhậu dễ lắm. Đó, lấy cái bàn ra thôi, chảy ra là hú hí ra nhậu ha. Ê, này, tao có mồi nè, đó. Ê, tao có bia nè, là gì đó là nhậu rất là thoải mái. Mà ở đây đó, thằng ở mớm này đó, nhà nó mà cứ lấy cái cần câu chọt xuống là câu dính cá liền à. Đó, giơ tay lên đó, dễ lắm. Ở đây nhậu rất là dễ các bạn, không phải như ở nước ngoài đâu, Việt Nam mình nhậu rất là dễ luôn, hú hí nhau nhậu à. Đó, ở sống một cái đời sống rất là an nhàn, thanh tao, đã lắm. Đó. Còn thằng bạn mình nó điệu nghệ lắm các bạn, nó làm hai cái giọng, ai nhậu vô đây ngủ đó, ngủ khò cái nhạn luôn không sao, nhậu xong tỉnh ra nhậu tiếp, còn nhậu thôi. Ở miền Tây mình không ép ai chứ các bạn ơi, ngày xưa có ép bây giờ không ép ai chứ, ai xỉn vô đây ra nhậu tiếp, còn thích thì mình ca à, thích ra ca hát nhảy múa lung tung bang vậy đó. Còn bữa nào mà nhậu có mấy đứa em gái xinh tươi á, mấy bạn học ngày xưa á, về hát hay liếng lái rồi ha, trời ơi thôi thôi nào nhậu cũng tàn tiệt chứ không nào xỉn nữa. Vô đó các bạn thấy không, ở miền quê chúng tôi là nhậu gì đó à, hết mồi ra sau hè bẻ trái cây trái xoài trái cóc trái ổi trái nhã đưa vô nhậu tiếp. Nó mà nhậu gì thôi các bạn biết không, xót ruột dữ lắm, chủ yếu là ngồi ca hát nói chuyện đàm đạo nhau nghe thôi đó. Đây ông thầy ông hát nè. Đó các bạn thấy không, nhậu với miền Tây là gì đó, rất là vui đó. Rất là vui, không phải như là chúng ta ở nước ngoài là đi vô lậu lậm chức cậu hay là đi du học á, thì mình không nói nha. Còn đi làm ở nước ngoài rất là cực khổ. Rồi nhiều khi á, ngày làm tới 16, 18 tiếng á, đi về bắt đầu là phải làm sao? Phải chuẩn bị ăn uống rồi ngủ nghỉ cho đủ sức khỏe để ngày mai cày tiếp, làm tiếp. Đó, so với những người bạn ở nước ngoài á, các bạn tuy đồng tiền làm nhiều thiệt nhưng mà không ngon bằng ở miền Tây đâu. Tôi nói thiệt luôn á, ở miền Tây thích ăn gì ăn. À, thích uống gì uống, thích nói gì nói à. Đó, ở miền Tây thiệt là như vậy, rất là đơn giản mà nó đã lắm các bạn. Đó, các bạn thấy không, trên bàn thì nhà thằng bạn này không có nhiều, chỉ có mấy mẫu đất à, mà trồng ổi nè, trồng vườn chanh nè, xoài nè, thôi ăn không hết rồi phải đi bán nữa. Đó, mà bán lần thì chở bằng xe tải không các bạn. Đó, nên mỗi lần mà muốn nhậu ở đây các anh em bạn bè rất là thích. Các bạn biết không, vô đây để bào đó, tôi đi nguyên chiếc xe ô tô rồi tôi bào hết vườn luôn mà. À, mình giới thiệu cho các bạn ha, đây là cái người phụ nữ đó là chủ nhà đó các bạn, đó là vợ của cái anh ngồi bên phải đó các bạn, đó vợ của Hữu Thành. Bốn anh em chúng tôi là bạn học không à, bạn học chung mình nhỏ lúc năm 11, 12 các bạn ngồi chung bàn, hai người ngồi chung bàn là lấy nhau luôn đó, mới giữ. Đó, bây giờ chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa á, ngồi nhậu à, ngồi uống bia chứ lộn, ngồi uống bia xong cái bắt đầu nhắc lại chuyện xưa mà nó thân lắm, bạn bè hiểu nhau chứ không có ghen tuông gì hết á. Đó, thân ngày xưa kết nghĩa anh em mà thương nhau lắm. Thân bạn cũng giống như vợ mình à, không, giống như là em út của mình vậy đó các bạn, rất là thân nhau lắm. Còn cái ông đó, ông lan hát, ông la làng đó các bạn, có thấy không, vui vẻ gì đâu luôn á. Ở đây muốn hát hát la nhưng mà lâu lâu chơi bữa nha, chơi hoài bà con thưa à, các bạn ở vùng quê mà nó yên tĩnh lắm.
đó. Mà bữa hổm á, tôi vô trong kia tôi chơi á, hát nhỏ bà con người ta cự các bạn, khó ngủ, phải hát lớn như vậy đó. Khuya người ta ngủ ngon, chứ còn hát nhỏ nhỏ người ta cự liền, người ta thưa liền đó các bạn. Hát lớn lớn vậy người ta ngủ ngon lắm. Thôi nói đùa tí thôi chứ ở đây dưới quê á, nhiều chỗ á, các bạn biết không, bây giờ người ta cấm đó, người ta cấm hát lo kẹo kéo rồi, nó ồn ào hàng xóm, có nhiều người kế bên á, người ta bị bệnh đó. À, tim huyết áp người ta cũng lên ăn xong, người ta cũng đai mấy người. Bây giờ người ta đang cấm cái tình trạng mà lo lớn bao nhiêu decibel đó các bạn, là sẽ bị phạt, và chơi đến khung giờ từ 9 giờ trở lại thôi, 9 giờ tối nó BM đó các bạn, không bao giờ chơi lố hơn là sẽ bị phạt đó. Và nhiều khi mà chơi lúng ba càng rồi này kia ha, thì cái đó chơi lèo thôi. Cái bài hát này là cái bài hát của thằng bạn mình ở bên Mỹ các bạn, nó rất là thích, và các bạn ở trong bên bạn này yêu cầu cho cái thằng bạn này này hát bài hát này, Anh Còn Nợ Em. Bài hát này nghe nó cũng rất là hay các bạn, mà ôn lại tất cả các cái kỷ niệm ngày xưa đó ở trong bàn người ta yêu cầu đó. Tự nhiên á, cái hát tới đây nè các bạn thấy không khí xung quanh im lặng im lìm để mà nghe bài hát này, nó lắng đọng lắm các bạn. Cái bài hát này là cũng một kỷ niệm thời xa xưa của một người bạn mình mà bây giờ đang sống ở bên Mỹ á. Xem cái cảnh này á, có nhiều khi là cái bạn nó khóc luôn các bạn đó. Tại vì ở bên bệnh nó không có thời gian nhiều ở như ở bên đây, mà còn ăn nhậu này kia. Bây giờ chỉ anh em gặp nhau chỉ trên Facebook, rồi bắt đầu live stream với nhau, rồi cùng ly với nhau xa xôi hàng chục ngàn km các bạn biết không. Đó các bạn thấy không, tôi nói không có sai đâu, một bài hát rất là xúc động ha. Bạn thì ôm đầu mà trống càm rồi buồn bã, nó hát rên rỉ nghe nó buồn dễ sợ luôn các bạn, mà trong khi đang vui vẻ với nhau mà các anh em mà đang gọi là đang phiêu á, là bắt đầu là chận lại luôn ha, giống như đang mặc niệm vậy. Đó, nhưng mà xong cái bản này gọi lại vui vẻ nhảy nhót và sùm lên các bạn ha, tiếp tục. Đó thấy chưa, hát xong bài hát buồn bã rên rỉ xong buông micro xuống là tất cả các bạn đều cười cười ọa lên đó, vậy nó mới vui, nhậu vậy nó mới vui đó. Nhưng mà ở đây nhậu các bạn biết không, bữa nay là hôm nay là chưa nhậu được rượu nhiều mà. Chỉ có vợ của thằng bạn đó, bây giờ ông ra đó, nãy giờ ông đang khò, bây giờ ông ra đây chơi tiếp rồi đó. Ông rất đơn giản, không ai ép ai hết trơn các bạn. Thôi kể câu chuyện về miền Tây nhậu nhẹt những ngày Tết vậy là cũng đủ rồi, bạn bè xúm nhau chơi như đây là chỉ một cái nhỏ thôi nha các bạn, chỉ có một móng tay thôi chứ còn rất là nhiều bạn bè đông nữa. Từ từ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhiều cái cuộc nhậu vui lắm, nhậu ở miền Tây vui hơn nhiều so với ở nước ngoài các bạn biết không, quá vui luôn đó. Bây giờ nhậu xong rồi tôi cũng đang xỉn rồi, bây giờ tôi vô trong tôi nằm nghỉ chút xíu rồi ra nhậu tiếp. Ok, thấy bông hoa đẹp quá, chụp vài bức hình chơi cho vui nè, nó cho có màu sưng với người ta rồi. Video đến đây là kết thúc rồi, xin chúc các bạn năm mới được dồi dào sức khỏe, trẻ khỏe, có giường có đất có nhà có cửa có xe, và làm ăn thuận lợi, thịnh vượng khang trang, vạn sự như ý đó. Các bạn nhớ đăng ký kênh để biết được cuộc sống miền Tây nó vui vẻ như thế nào nha các bạn. Xin chào, hẹn lại video sau.